Mạnh Dũng rất vui gặp lại quý khán giả trong bản tin bất động sản trưa nay trên kênh Thiên Minh Holding. Bản tin nhanh về thị trường địa ốc sẽ là món ăn tinh thần mỗi ngày cho những người luôn quan tâm đến diễn biến nóng về đầu tư đất đai, lướt sóng và các vụ sốt đất. Cùng với đó là những tin tức đề cập đến các chính sách nhà ở, luật đất đai và những tin tức hấp dẫn khác. Ngay sau đây sẽ là phần điểm qua những tin chính. Sổ hồng chung cư cấp 50 đến 70 năm nếu hết hạn, người dân có mất nhà. Nên đầu tư vào phân khúc bất động sản nào ở thành phố Hồ Chí Minh? FLC sẽ bầu bổ sung 2 thành viên hội đồng quản trị. Dự báo bất động sản sốt hơn nữa tại châu Á, Thái Bình Dương trong năm nay. 1 triệu mét vuông quỹ đất văn phòng ở ngoại thành Hà Nội chờ xây dựng. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, mở đầu là việc Bộ Xây dựng khẳng định việc cấp sổ hồng có thời hạn cho các chung cư chỉ áp dụng từ khi luật nhà ở sửa đổi có hiệu lực, sẽ không hồi tố đối với những chung cư đã thực hiện theo quy định trước đó. Theo dự thảo luật nhà ở sửa đổi đang được Bộ Xây dựng trình thẩm định lấy ý kiến, việc cấp sổ hồng cho căn hộ chung cư sẽ có thời hạn chỉ từ 50 đến 70 năm thay vì có thời hạn lâu dài như hiện nay. Đề xuất này đang gây nhiều tranh cãi bởi đây là một vấn đề dân sinh rất lớn, có thể ảnh hưởng đến hàng chục triệu người trong tương lai. Mời quý vị cùng Thiên Minh tìm hiểu vấn đề nóng này ngay sau đây. Nói về đề xuất trên, đại diện Bộ Xây dựng cho biết theo các quy định hiện hành, thời hạn sử dụng của công trình được xác định theo hồ sơ thiết kế xây dựng công trình hoặc theo thời hạn sử dụng thực tế. Trong khi đó, quy định của pháp luật về dân sự thì quyền sở hữu tài sản chấm dứt khi tài sản bị tiêu hủy. Tại Điều 126 Luật Đất đai cũng quy định, thời hạn giao đất cho thuê đất đối với tổ chức thực hiện dự án được xem xét quyết định trên cơ sở dự án đầu tư hoặc đơn xin giao đất, thuê đất nhưng không quá 50 năm và không quá 70 năm đối với dự án lớn thu hồi vốn chậm hoặc đầu tư tại địa bàn kinh tế khó khăn. Phía Bộ Xây dựng cũng khẳng định trường hợp áp dụng phương án cấp sổ hồng có thời hạn thì sau khi hết kỳ hạn, các cơ quan chức năng sẽ kiểm định chất lượng công trình nhà chung cư. Nếu bảo đảm về chịu lực, an toàn cho sử dụng sẽ gia hạn thời gian sử dụng căn hộ, không có chuyện đuổi người dân ra khỏi căn hộ. Như vậy, việc cấp sổ hồng có thời hạn cho các chung cư theo tuổi thọ thiết kế công trình cũng chỉ áp dụng từ khi luật nhà ở sửa đổi có hiệu lực, sẽ không hồi tố đối với những chung cư đã thực hiện theo quy định trước đó. Tuy vậy, đề xuất trên của Bộ Xây dựng cũng khiến giới chuyên gia và rất nhiều người dân đang sinh sống tại các căn hộ chung cư, cũng như các doanh nghiệp bất động sản chuyên đầu tư phân khúc nhà chung cư không khỏi lo lắng, băn khoăn. Từ góc độ chuyên gia, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Nguyên, Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam cho rằng để đảm bảo lợi ích cho người dân, Bộ Xây dựng nên nói rõ điều gì sẽ xảy ra sau khi sổ hồng hết hạn. Khi đó, căn hộ sẽ bị phá bỏ thì người dân có được cấp quyền sử dụng căn hộ mới hay sẽ bị tước luôn quyền sở hữu tài sản. Theo ông Nguyên, trong trường hợp hết thời gian sử dụng 50 đến 70 năm, nhà nước nên cấp cho người dân quyền sử dụng một căn hộ khác, được tính theo giá trị căn hộ tại thời điểm đó. Người dân có thể phải đóng thêm khấu hao và chi phí để sửa chữa, xây dựng căn hộ. Điều này là hợp lý. Với những căn nhà người dân sở hữu vô thời hạn như hiện nay, coi như mua đất bán đoạn. Nhiều ý kiến chuyên gia cũng cho rằng cấp sổ hồng có thời hạn cho căn hộ chung cư cần đi kèm với các quy định nếu hết thời hạn sử dụng nhưng công trình chung cư vẫn còn sử dụng được thì chính quyền địa phương phải có trách nhiệm gia hạn thời gian sử dụng nhà cho người dân, tùy theo kết quả kiểm định tại thời điểm đó. Trường hợp với các chung cư không đủ an toàn thì phải xây dựng lại. Những khu chung cư đã cấp quyền sử dụng lâu dài trước thời điểm luật nhà ở sửa đổi có hiệu lực thì cần tôn trọng những gì lịch sử để lại, không được hồi tố. Giới chuyên gia cho rằng đây là thời điểm thị trường đang mất thanh khoản, do đó trừ khi có nhu cầu ở thật, người dân chỉ nên đầu tư dài hạn. Ông Lê Quốc Kiên, chuyên gia tư vấn bất động sản, gọi thời điểm hiện tại là giai đoạn thủy triều rút của thị trường, khi làn sóng đầu tư đã đi qua, thanh khoản về mức thấp. Ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, giám đốc, trưởng bộ phận tiếp thị nhà ở tại CBRE Việt Nam nhìn nhận, đây là thời điểm lý tưởng để mua nhà để ở vì giá cả sẽ có xu hướng tăng trong thời gian tới. Tuy nhiên, thay vì lựa chọn những sản phẩm mới chào bán đang được neo ở mức giá cao, người dân nên tìm đến thị trường thứ cấp với nhiều lựa chọn hơn. Còn đối với nhà đầu tư, ông cho rằng tùy lợi thế tài chính sẽ có phương án phù hợp. Nhóm khách hàng có tài chính cao, có thể đầu tư dài hạn nên nghĩ đến bất động sản ở khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh và sản phẩm cao cấp, hạng sang. Trong khi đó, vùng ven thành phố Hồ Chí Minh có nhiều sản phẩm để đầu tư tầm trung hoặc mua để ở, còn các tỉnh lân cận như Đồng Nai có tiềm năng tăng giá cao nhờ sân bay quốc tế Long Thành đang được thi công, hay Bình Dương là thị trường thay thế cho phân khúc tầm trung, kể cả căn hộ hay biệt thự, nhà phố,
shophouse như hạ tầng đô thị và kết nối tốt. Chung quan điểm này, ông Lê Quốc Kiên nhấn mạnh phương án đầu tư an toàn sẽ lên ngôi từ nay đến hết năm 2023. Lựa chọn này cần các sản phẩm có tính thanh khoản tốt, tức có pháp lý rõ ràng và có thể sử dụng được ngay như để ở hay khai thác kinh doanh. Những bất động sản này phải được đặt tại nơi có mật độ dân cư tương đối ổn và tiện ích cơ bản tối thiểu như đường xá thông thương, chợ, trường học, trung tâm y tế, khu vui chơi giải trí. Với tình trạng thanh khoản và các biện pháp quản lý của cơ quan nhà nước hiện nay, ông cũng khuyến cáo nhà đầu tư hạn chế dùng đòn bẩy tài chính, chọn sản phẩm phù hợp với năng lực của mình. Cụ thể hơn, ông Lê Quốc Kiên cho rằng đầu tư bất động sản bền vững sẽ cần được thực hiện song song với sản xuất kinh doanh hoặc làm thuê thật tốt. Khi đó, nhà đầu tư dùng thặng dư từ lợi nhuận kinh doanh hoặc thu nhập không dùng đến để bỏ vào bất động sản, nhằm đảm bảo khoản đầu tư được ổn định dù thị trường nóng lên hay đóng băng. Nối tiếp là thông tin chuyên gia tại JLL dự báo mật độ văn phòng ở thị trường Hà Nội sẽ được kéo giãn về mặt địa lý trong một thập kỷ tới, khi nhiều tập đoàn đang có quỹ đất lớn tầm nhìn đến năm 2030. Chia sẻ mới đây, bà Vân Nguyễn, Giám đốc thị trường miền Bắc của JLL Việt Nam dự báo các tòa nhà văn phòng ở Hà Nội trong giai đoạn sắp tới sẽ tập trung ở ngoại thành do quỹ đất trung tâm còn rất hạn chế. Sự phát triển của các khu công nghiệp, khu đô thị vệ tinh, dự án thương mại xung quanh Hà Nội sẽ là động lực cho xu hướng này. Bà Vân Nguyễn cho biết, theo nguồn tin của JLL, có những tập đoàn bất động sản lớn đang có quỹ đất lên đến 1 triệu mét vuông văn phòng ở khu vực ngoại thành tầm nhìn tới năm 2030. Nếu các dự án này được triển khai và thực hiện thì một thập kỷ tiếp theo, mật độ văn phòng sẽ được kéo giãn lớn về mặt địa lý. Bà chia sẻ thêm, trong hơn một thập kỷ qua, thị trường đã phát triển bùng nổ với nhiều chuyển biến lớn về cả nguồn cung lẫn độ mở. Sự dịch chuyển về phía Tây với nguồn cung tăng mạnh đã hạ nhiệt giá thuê từ mức trung bình 47 đến 48 đô la Mỹ trên mét vuông trên tháng cho phân khúc hạng A, xuống còn 25 đô la Mỹ trên mét vuông trên tháng vào quý 1 năm 2015. Từ đây, khách thuê có nhiều lựa chọn, nâng tổng lượng hấp thu của thị trường trong 5 năm từ 2010 đến 2015 tăng gấp 4,3 lần, đạt 771.000 mét vuông. Tuy nhiên, sau năm 2015, nguồn cung dần chững lại khi giới chủ đầu tư thận trọng hơn trước lo ngại giá thuê giảm đáy. Dữ liệu của JLL ghi nhận tỷ lệ lấp đầy đạt kỷ lục lên đến 96,1% cho phân khúc hạng A vào quý 4 năm 2018. Báo cáo quý 1 năm 2022 của JLL cho thấy hầu hết yêu cầu thuê văn phòng trong 3 tháng đầu năm nay ở thị trường Hà Nội đều tập trung ở những tòa nhà hạng B ngoài khu vực trung tâm nhờ giá thuê phải chăng. Trong khi đó, thống kê giao dịch của CBRE chỉ rõ các khu vực phía Tây và Ba Đình, Đống Đa được tìm kiếm nhiều nhất. Diện tích hỏi thuê phổ biến ở quy mô văn phòng vừa và lớn, trong khoảng từ 300 đến 1.000 mét vuông. Điều đáng nói, số lượng yêu cầu hỏi thuê và khảo sát địa điểm mà CBRE tiếp nhận và thực hiện trong quý 1 năm 2022 tăng hơn 30% so với quý trước và hơn 100% so với cùng kỳ. Trong đó, giao dịch mở rộng văn phòng và thuê mới chiếm hơn 70%, cho thấy triển vọng của thị trường sau đại dịch. Thưa quý vị, tại phiên họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường sắp tới, FLC sẽ bầu bổ sung 2 thành viên vào Hội đồng Quản trị, trong đó có một thành viên độc lập. Theo đó, ngày 10 tháng 6 tới, FLC sẽ họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường. Tại phiên họp, FLC sẽ trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Trịnh Văn Quyết và bà Hương Trần Kiều Dung. Đồng thời, công ty sẽ bầu 2 người thay thế, trong đó có một người là thành viên Hội đồng Quản trị độc lập. FLC cho biết sẽ công bố danh sách các ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị tối thiểu 10 ngày trước khi diễn ra phiên họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường. Hiện tại, Hội đồng Quản trị FLC có 3 người gồm Chủ tịch Đặng Tất Thắng, 2 thành viên là Tổng Giám đốc Bùi Hải Huyền và ông Lã Quý Hiển. Do thiếu thành viên Hội đồng Quản trị độc lập, FLC đã bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt 125 triệu đồng hồi cuối tháng 3. Ngoài ra, FLC cũng sẽ bầu bổ sung thêm 3 thành viên Ban Kiểm soát. Ban kiểm soát của FLC hiện không có thành viên nào sau khi ông Nguyễn Đăng Vụ, ông Nguyễn Chí Cương và bà Phan Thị Bích Phượng xin từ nhiệm vì lý do cá nhân. Dự kiến sau khi bầu đủ thành viên Hội đồng Quản trị, FLC sẽ tổ chức phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 trước ngày 30 tháng 6. Ngày 12 tháng 5 vừa qua, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, HOSC, công bố quyết định chuyển cổ phiếu FLC từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày vì chậm nộp báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán quá 30 ngày so với thời hạn quy định. Ở phần cuối, chúng ta sẽ đến với dự báo về giao dịch bất động sản trong năm nay được các chuyên gia cho rằng sẽ tiếp tục phá kỷ lục tại châu Á, Thái Bình Dương, khi các công ty tìm cách củng cố bảng cân đối kế toán giữa tình hình khó lường do đại dịch COVID-19. Theo South China Morning Post ngày 23 tháng 5 dẫn dự báo của công ty tư vấn bất động sản CBRE, Mỹ, lượng giao dịch năm nay có thể sẽ tăng từ 5 đến 10%,
sau 762 giao dịch với tổng trị giá 44,4 tỷ đô la Mỹ trong năm ngoái. Những công ty ở Trung Quốc đại lục chiếm 40% các vụ thanh lý trong năm ngoái, chủ yếu do bán nhiều khu vực phát triển hoặc bán các tài sản cũ để tái phát triển. Trong số đó có vụ bán khách sạn 5 sao Lanson Place Jilin Tiandi của công ty Rong Rong International Trust tại khu Tân Thiên Địa ở Thượng Hải với giá 200 triệu đô la Mỹ vào tháng 2 năm 2021. Một tháng sau đó, nhà sản xuất đồ nội thất Kixin Industry bán các cơ sở ở Thượng Hải cho Tot City Group với giá 223 triệu đô la Mỹ. Bên cạnh việc gia tăng các giao dịch bất động sản thương mại, bất động sản được quản lý trên toàn cầu đạt kỷ lục là 4.700 tỷ đô la Mỹ trong năm ngoái, tăng 14% so với năm trước đó. Theo Hiệp hội các nhà đầu tư vào bất động sản không niêm yết tại châu Á, ANREF và các đối tác của họ tại châu Âu, châu Mỹ. Khảo sát của ANREF còn cho thấy sự quan tâm của các nhà đầu tư thuộc tổ chức đối với lĩnh vực bất động sản vẫn còn cao trong năm nay. Theo bà Amelie Delaunay, giám đốc ANREF phụ trách nghiên cứu và tiêu chuẩn chuyên môn. Dữ liệu của hiệp hội này còn cho thấy rằng trong quý 4 năm ngoái, các quỹ bất động sản chưa niêm yết tại Mỹ có lợi tức 8,99% so với mức 8,89% của châu Á và 7,39% của châu Âu. Bà Delaunay nhấn mạnh, lợi tức rất hấp dẫn so với các nhóm tài sản khác và ít biến động hơn trong môi trường biến động. Đến đây, thời lượng chương trình đã hết. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi những tin tức nóng bỏng cập nhật thị trường bất động sản của kênh Thiên Minh Holding. Đừng quên nhấn nút like và đăng ký để cập nhật nhanh những chuyển động của thị trường địa ốc mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại trong bản tin tiếp theo.